Xin chào các bác nhé. Đoạn video hôm nay em xin giới thiệu các bác một vị thuốc quý, đó là quả ké đầu ngựa. Đây, quả ké đầu ngựa khô các bác nhé. Bên em chuyên cung cấp ké đầu ngựa rồi các đặc sản núi rừng, các đồ ngâm rượu các loại như táo mèo, dây đau xương, chuối hột rừng, rễ mũ tần, ba kích, sâm cau, lấm ngọc cẩu, dâm dương hoắc, dục thung dung, bọ cạp, tắc kè, bổ củi, cá ngựa, vân vân các loại. Tam thất tươi, tam thất khô, lụ tam thất, hoa tam thất. Các bác cần loại nào thì vui lòng liên hệ cho em nhé, hoặc là kết bạn Zalo để được tư vấn và mua hàng. Bên em có giao hàng toàn quốc đến nơi các bác kiểm tra hàng và thanh toán thôi. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái tác dụng và cái cách sử dụng cái quả ké đầu ngựa này các bác nhé. Đây là cái quả ké đầu ngựa khô này các bác. Đây là màu tự nhiên đấy các bác nhé. Khi thu hái về thì sẽ mang phơi rồi sử dụng, các bác sử dụng. Thì trước tiên thì cái quả ké đau ngựa này được sử dụng từ rất từ lâu rồi, theo y học cổ truyền thì sử dụng rất từ lâu rồi. Thời các ông cha ta đã sử dụng cái loại này rồi chữa bệnh. Thì quả ké đau ngựa có những cái tác dụng như sau. Thì quả ké đầu ngựa có vị ngọt nhạt này, có tác dụng tiêu độc sát trùng này, tán phong trừ thấp này, đặc biệt điều trị phong hàn này, đau đầu này, hỗ trợ điều trị chứng tay chân đau này, co rút phong tê thấp này, dùng cho người mắc chứng phong mề đay này, lở ngứa, tràng nhạt này, mụn nhọt này, và còn điều điều trị đau răng này, đau họng này, tác dụng tốt cho những bệnh nhân bị biếu cổ này, điều trị bệnh ngoài da như nấm tóc này, hắc lào. Đối tượng sử dụng thì những cái bệnh nhân bị viêm khớp này, thấp khớp này, phong tê thấp này, bệnh nhân biếu cổ này, bệnh nhân sỏi thận này, viêm nhiễm đường tiết niệu này, phù thủng này, bệnh nhân mụn nhọt, nở ngứa, người đau răng, đau họng và người bị nấm tóc, hắc lào, bệnh ngoài da, vân vân. Loại này thì các bác sử dụng thì khoảng 15 đến 20 g một ngày đun nước uống các bác nhé. Hoặc là ngâm rượu thì hoặc là mình có thể là đun cùng các vị thuốc khác, hoặc là ngâm rượu cùng các vị thuốc khác tùy các bác. Loại này thì ngâm rượu 1 g mình ngâm khoảng 6-7 lít và sau 1 tháng là sử dụng được. Mỗi bữa dùng 1 đến 2 ly nhỏ các bác nhé. Bên em thì có cung cấp ké đầu ngựa này, các bác cần thì vui lòng liên hệ hoặc kết bạn Zalo để được tư vấn và mua hàng. Bên em giao hàng toàn quốc đến nơi các bác kiểm tra hàng thanh toán thôi. Các bác cần các loại này hoặc những cái loại nào thì cứ vui lòng liên hệ cho em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác.